Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi The Bold New Camry The Survival Tabs, nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho mọi tình huống Nhà hàng Starfish, hương vị đậm đà, ăn rồi khó quên The Jenga Resort and Casino EV Princess Cosmetics sản phẩm làm đẹp làn da cho phụ nữ trên toàn thế giới 18918-3017 Tèo Thai Club 714983 Võ Xe hay 714983 8693 Hoàng Trọng Thủy xin trân trọng kính chào quý khán thính giả Chào đón quý vị đến với chương trình phát hình live của Lưu Đội Sài Gòn TV Trên bằng tầng 57.7 hệ thống Galaxy 19 phần tin tức tổng hợp thời sự thế giới ngày thứ ba hôm nay 14 tháng 7 năm 2015 Cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả Rất nhiều các bản tin quan trọng ngày hôm nay À, và quan tin quan trọng nhất là Iran cùng với 6 cường quốc đã đạt được một thỏa thuận về chương trình nguyên tử của Iran lần đầu tiên trong lịch sử sau nhiều năm liên tục nhất là Hoa Kỳ và châu Âu tìm cách để buộc Iran phải ngừng phát triển vũ khí nguyên tử. Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết cũng như những phản ứng ở tại Hoa Kỳ này trước thỏa hiệp này đạt được ở trong cuộc họp ngày hôm nay giữa các giới chức châu Âu các quốc gia như Trung Quốc Anh Pháp Nga Đức vân vân với Hoa Kỳ cùng họp với Iran thế nhưng trước hết trở lại với bản tin đáng chú ý ngày hôm nay là thời tiết thưa quý vị buổi sáng hôm nay có nhiều mây vâng à, khác à, khác hẳn so với những ngày trước trời không nắng ra nhiều nhưng mà nắng sẽ le lói lên từ từ buổi sáng sớm nhiều mây thưa quý vị. Nhiệt độ trung bình ngày hôm nay vẫn ở mức cao như thường. 77 độ là ở Westminster ở trên vùng Anaheim lên đến hơn 80 độ. Và à, ngày hôm nay à, độ ẩm cao trung bình ban ngày là 66%, gió nhẹ chín dặm 1 giờ, chỉ số UV vẫn ở mức rất cao 10 trên 10. Mặt trời mọc lúc sáng hôm nay, mặt trời mọc sớm hơn và bắt đầu à lạnh cũng sớm hơn thưa quý vị. À mọc lúc 5 giờ 52 phút sáng và lạnh lúc 8 giờ 04 phút tối. Trong những ngày tới ngày mai nhiệt độ cao trung bình cũng khoảng 80 độ, gần biển thì khoảng 77 độ. Thứ 5 79, thứ 6 81 và cuối tuần này thứ 7 82 độ buổi tối. Ấm áp hơn thường lệ nhất là thứ Bảy này thưa quý vị. Buổi tối thứ Bảy, nhiệt độ lên đến 69 độ như vậy là cơ hội trời mưa khoảng 20% trời nhiều mây. Và ở tại Kentucky và Illinois, những trận bão đã gây thiệt mạng và cũng như thương tích thiệt hại tài sản rất lớn. À, trong mấy ngày qua ở cả, tại tiểu bang Kentucky, mưa bão sấm chết liên tục và một lần nữa mỗi khi nhắc tới những cái tin này chúng ta lại thèm thuồng California phải chi có những cái trận mưa như thế. Thế nhưng riêng ở Kentucky mưa lớn và gió lớn đã gây ảnh hưởng đến 40 căn nhà, 40 căn nhà bị thiệt hại vì luồng nước mưa và nước lũ cuốn. Ngoài ra 11 người được tin là missing à, thế nhưng cho đến ngày hôm nay thì có ít nhất một người thiệt mạng. Hiện nay cuộc à, tìm kiếm truy lùng vẫn đang tiếp diễn, à, có thể có một số người họ đã rời bỏ nhà cửa sớm, chính vì thế mà láng giềng không thấy xuất hiện, họ lo ngại và đã báo cảnh sát thưa quý vị. Ngoài Kentucky kế đến là tiểu bang Illinois cũng bị ảnh hưởng. Tại uh, thành phố Quincy tiểu bang Illinois giới chức đã thông báo lệnh khẩn cấp sau khi mưa lớn và đã đổ cây chóc gốc để sập đến cả ngôi nhà. Nhiều căn nhà họ tiếc những cái cây lớn cho nên họ đã không đốn và gió lớn lên đến 70 dặm một giờ đã đốn ngã nhiều cây gây ảnh hưởng đến nhà, xe cộ chưa hết thưa quý vị dự báo thời tiết cho thấy rằng là ngày hôm nay mưa tiếp tục rơi và thậm chí có cả thunderstorm nữa sấm chớp và giới chức chính quyền tiếp tục khuyến cáo người dân nên rất cẩn thận khi ra đường phố và nếu được thì có thể di tản chờ cho cơn bão lũ này qua khỏi hãy trở về nhà với uh, thỏa thuận nguyên tử vừa đạt được ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán uh, dường như không quan tâm lắm đến thỏa thuận nguyên tử này ngoại trừ giá dầu theo ảnh hưởng thì một khi thỏa thuận đã đạt được quốc hội hoa kỳ sẽ phải thông qua bởi vì hoa kỳ là nguyên tố chính trong cái việc mà áp đặt lên lệnh cấm vận và từ đó Liên hiệp quốc cũng theo dõi lệnh cấm vận này và cũng áp đặt lệnh cấm vận lên Iran vì chương trình nguyên tử đe dọa đến các quốc gia láng giềng trong đó có giò Thái. Thế nhưng thưa quý vị, một khi mà lệnh cấm vận này được dỡ bỏ theo đúng thỏa thuận với Iran ngày hôm nay, điều đó có nghĩa là thị trường thế giới sẽ mở rộng cửa để chào đón dầu hỏa của Iran nhập vào các quốc gia của họ. Iran là quốc gia sản xuất dầu hỏa đứng hàng đầu thế giới bên cạnh Saudi Arabia và các quốc gia trong khối OPEC, 10 quốc gia sản xuất dầu hỏa lớn nhất thế giới đó. Thế thì do lệnh cấm vận từ nhiều năm qua, Iran hoàn toàn là không bán được dầu, chỉ bán cho những các quốc gia mà không có nằm trong lệnh cấm vận của Hoa Kỳ và châu Âu mà thôi. Nhưng mà rất là giới hạn. Và vì thế, ngày hôm nay giá dầu có thể sẽ còn đi xuống nữa. Mặc dầu ngay trong lúc này dầu hầu như không thay đổi thưa quý vị một phần là người ta cũng chưa biết được thỏa thuận này có đạt được là Quốc hội Hoa Kỳ có đồng ý thông qua hay không. Giá dầu ngày hôm nay vẫn ở mức rất thấp 52 đồng 30 cent Riêng với giá xăng ở tại quận Cam này cũng có chiều hướng đang đi xuống. Riêng cây xăng Shell chúng tôi theo dõi ngày hôm qua là báo 4 đồng 25 cent hôm nay là 4 đồng 15 cent Dow Jones lên được 42 điểm một phần là không phải là vấn đề thỏa thuận nguyên tử nhưng mà họ đang theo dõi data earning có nghĩa là các dữ kiện liên quan các hoạt động sản xuất của các nhà máy tại Mỹ và thứ nhì là các công ty có lợi nhuận nhiều hay không chính vì thế rất quan trọng để có thể đưa ra các con số chính xác trong ngày hôm nay lên xuống chưa cần biết bởi vì ngoài ra tình trạng của Hy Lạp nữa. Hy riêng với Hy Lạp, thị trường Shanghai và Hồng Kông có vẻ lo ngại về một thỏa thuận mặc dâu Hy Lạp đã đạt được với châu Âu rồi. Nhưng mà liệu rằng có thông qua ở tại quốc hội Hy Lạp hay không? Đây là một vấn đề rất lớn. Thủ tướng Cyprus của Hy Lạp có hai ngày để phải đưa và thuyết phục được quốc hội của ông thông qua cái thỏa hiệp vừa đạt được với châu Âu. Nhưng mà à, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết còn có nhiều khó khăn vô cùng. Đây, quý vị nhìn thấy ngoại trưởng Hoa Kỳ bước ra đầu tiên, ông vẫn chống nạn ông John Kerry bị chấn thương trong lúc đạp xe ở bên nước Pháp và đứng bên cạnh ông là các vị ngoại trưởng đại diện cho các cường quốc được gọi là năm cộng một chúng ta thấy có anh Pháp Iran đại diện châu Âu ngoại trưởng của Đức Pháp ở đây và thưa quý vị uh, Trung Quốc và cả Nga nữa bà uh, đại diện uh, phe thương thuyết của châu Âu Greeney đã đưa ra tuyên bố chung vào ngày hôm nay chúng tôi trả lại ngay sau phần quảng cáo gửi đến quý vị thỏa thuận của nguyên tử iran lần đầu tiên có được trong lịch sử thương thuyết từ nhiều năm qua ngay sau phần quảng cáo mời quý vị cùng theo dõi